đá bóng nó phải vậy chứ. Bố đi đâu giờ mới về? Bố đi đá bóng. Bố biết ngày là ngày gì không? Ngày bình thường ấy, làm sao? Sao chăng gì, bố nhìn mẹ đi. Mày không có quà, đừng mơ mà đòi vào nhà. Quà gì nhỉ? Quà 8 tháng 3 thay bố. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ. À, định lùi à, định lùi đâu? À, thôi nhá, bố không vào đâu. Sao mà đó được? Cứ lùi đi, sao lùi đến bao giờ? Bố sai rồi đấy.